Nhận định U23 Hàn Quốc với U23 Nhật Bản vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 9, chung kết ASEAN năm 2018. Nhận định bóng đá, U23 Hàn Quốc đang cho thấy khát khao giành huy chương vàng ASEAN năm 2018. Nếu đơn thuần chỉ là giải đấu dành cho lứa tuổi U23, những ngôi sao từng dự World Cup năm 2018 như Yo Hyung-woo, Song Hyung-min sẽ không có mặt. Tuy nhiên, việc được miễn trừ nghĩa vụ quân sự nếu như giành chức vô địch đã buộc họ phải có mặt. Và vào lúc này, giấc mơ vàng đang đến rất gần với các cầu thủ. Tuy nhiên, muốn làm được điều này, Son Heung-min cùng đồng đội cần phải vượt qua thử thách mang tên U23 Nhật Bản. Thực tế, đây không phải là đội hình U23 Nhật Bản mà chỉ là những cầu thủ nằm trong lứa tuổi U21 của bóng đá xứ sở mặt trời. Chính vì thế, việc U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn hẳn là điều không quá bất ngờ. Yếu tố kinh nghiệm là điểm khác biệt lớn nhất giữa đôi bên. Trong khi U23 Hàn Quốc sở hữu hàng tấn công gồm những ngôi sao đang chơi bóng tại các giải vô địch quốc gia châu Âu, thì U21 Nhật Bản bao gồm khá nhiều cái tên, ít khi được đá chính tại các câu lạc bộ tại Zenit. Theo dõi U23 Hàn Quốc thi đấu, có thể thấy họ chơi tiến bộ qua từng trận và càng vào sâu chơi càng hay. Họ đánh bại ứng cử viên vô địch U23 Iran ở vòng 1/8, vượt qua đương kim vô địch U23 châu Á, U23 Uzbekistan ở tứ kết và mới nhất là vượt qua U23 Việt Nam một cách thuyết phục ở bán kết. Nhìn chung, với quyết tâm cao độ, sự đồng đều giữa các tuyến và kinh nghiệm hơn hẳn, U23 Hàn Quốc đủ sức giành chiến thắng cách biệt trước U23 Nhật Bản, đội bóng còn yếu kinh nghiệm trận mạc. Về lý thuyết, lực lượng một lửa đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã áp đảo so với dàn cầu thủ trẻ chỉ là U21 Nhật Bản. Nhưng ở trận chung kết, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Một tỷ lệ chấp cơ bản là một trái khá hợp lý. Dù chủ nhà bỏ sàn sâu mức ăn cho cửa dưới Nhật Bản và để mức lời tối đa cho nhà đầu tư chọn Hàn Quốc trên hành trình đến trận tranh huy chương vàng, ít ra thì U21 Nhật Bản đang tỏ ra ổn định hơn, chưa phạm phải một sai lầm đáng trách nào. Ngoại trừ sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất trước U23 Việt Nam ở trận đấu không quá quan trọng tại vòng bảng. U23 Hàn Quốc thì đã có ít nhất 2 lần vấp ngã, lần đầu là trước U23 Malaysia, sau đó là suýt chút nữa để thua U23 Uzbekistan. Nhưng đó là chuyện đã qua, chính nhờ hai bài học đó, U23 Hàn Quốc đã đủ tỉnh táo và cẩn trọng để bước vào trận đấu quan trọng đối với dàn cầu thủ của họ. Toàn bộ các thành viên của đại diện xứ Hàn sẽ được miễn trừ nghĩa vụ quân sự nếu họ đạt huy chương vàng ASEAN năm 2018. Mục tiêu của họ là rất tham vọng và rõ ràng so với việc cọ sát học hỏi của người Nhật và đó có thể là yếu tố tiên quyết. Hôm qua, các cô gái Nhật Bản đã đăng quang huy chương vàng bóng đá nữ, nhưng phái mạnh nước này khó có cửa làm nên điều tương tự. Son Heung-min, Lee Seung-woo và Hwang Yu-yo đã có phong độ cực tốt và qua thời gian đang chơi ngày càng ăn ý, thật khó để có thể ngăn chặn. Chân sút đang tràn đầy tự tin sau khi đã ghi được 9 bàn thắng kể từ đầu giải đến giờ là Hwang Yu-yo. Với Hàn Quốc, thế trận của họ là rất mở. Nhiều bàn thắng sẽ được ghi bởi U21 Nhật Bản cũng không quá giỏi và chưa gặp nhiều thử thách cho hàng thủ. Đổi lại, các cầu thủ Nhật Bản cũng sẽ biết cách ghi bàn vào lưới của Hàn Quốc giống như Việt Nam đã làm được. Bởi vậy, lựa chọn tốt nhất ở trận này là cửa trên cho Hàn Quốc và cửa over chỉ là 2/1/4 trái. Dự đoán tỷ số 3-1 nghiêng về U23 Hàn Quốc. Huấn luyện viên Nhật Bản dè chừng khi nói về Olympic Hàn Quốc, chia sẻ sau trận đấu với Olympic UAE. Huấn luyện viên Hajime Morirasu dành sự tôn trọng cho đối thủ Olympic Hàn Quốc và tỏ ra khá e dè về khả năng chiến thắng trong trận chung kết. Ngày 29 tháng 8, hai trận bán kết môn bóng đá nam ASEAN 18 đã diễn ra với phần thắng nghiêng về những đại diện tới từ Đông Á. Trong khi Olympic Hàn Quốc nhẹ nhàng vượt qua Việt Nam với tỷ số 3-1, thì Olympic Nhật Bản phải rất vất vả mới có thể đánh bại được Olympic UAE với tỷ số 1-0. Chứng kiến màn trình diễn của Olympic Hàn Quốc, huấn luyện viên trưởng Hajime Morirasu của Olympic Nhật Bản tỏ ra khá e dè khi nói về cơ hội cho ông và các học trò tại trận chung kết. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá hàng đầu châu Á ở thời điểm hiện tại. Hy vọng hai đội sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Hàn Quốc mang sang đội hình đồng đều với những cầu thủ có trình độ chuyên môn rất cao. Đó hứa hẹn sẽ là một trận chung kết khó khăn và tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chiến đấu với hơn 100% sức lực của họ. Theo tờ John Harps dẫn lời ông Morirasu, chiến thắng là điều ai cũng mong muốn, nhưng với tôi, điều quan trọng hơn là việc các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu ra sao và rút ra được những kinh nghiệm gì. Khi đối đầu với một đội bóng rất mạnh như Olympic Hàn Quốc, những trận đấu như này là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ cải thiện kỹ năng cũng như bản lĩnh thi đấu. Huấn luyện viên Morirasu nhấn mạnh, tại ASEAN 18, Olympic Hàn Quốc chỉ mang sang Indonesia lứa cầu thủ U21 từng thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra hồi đầu tháng 1 vừa qua. Sau thất bại trước Olympic Việt Nam ở vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Morirasu càng đá càng hay,
họ thể hiện sự tiến bộ và bản lĩnh lầm lì khi tiến vào bán kết sau những chiến thắng tối thiểu trước các đối thủ khó chơi. Theo chiến lược gia 50 tuổi, đây là lứa cầu thủ thuộc diện quy hoạch của bóng đá Nhật Bản nhằm hướng tới mục tiêu chính, đó là Olympic Tokyo năm 2020. Và với những gì đã thể hiện, người Nhật hoàn toàn có quyền tin tưởng vào lứa cầu thủ này sẽ gây nên kỳ tích tại giải đấu diễn ra trên sân nhà 2 năm tới. Trận chung kết giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 18:30 phút ngày 1 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Nhận định U23 Việt Nam với U23 UAE vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 9, ASEAN năm 2018. Nhận định bóng đá, thất bại 1-3 trước U23 Hàn Quốc đã khiến U23 Việt Nam không thể hoàn thành giấc mơ lần thứ hai trong vòng 1 năm góp mặt trong một trận chung kết tầm châu lục. Lỡ bước một cách đáng tiếc, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước vào trận tranh hạng 3 hoặc có thể gọi là tranh huy chương đồng với U23 UAE, đối thủ không quá xa lạ. Trong vòng 4 năm trở lại đây, U23 Việt Nam đã 2 lần giáp mặt với U23 UAE, gồm một tại ASEAN năm 2014 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc và một tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2016 diễn ra tại Doha, Qatar. Kết quả chung cuộc, đoàn quân áo đỏ đều phải nhận thất bại, không một trận nào bị xé lưới dưới 2 lần. Thế nhưng, quá khứ và hiện tại không phải lúc nào cũng là một. Thực tế, hơn 1 năm trở lại đây, U23 Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, vượt khỏi tầm khu vực mà đỉnh cao chính là danh hiệu Á quân U23 châu Á hồi đầu năm. Trong khi đó, dù góp mặt tại vòng đấu dành cho 4 đội xuất sắc nhất, nhưng những gì mà U23 UAE thể hiện trong vòng hơn 2 tuần qua không thể hiện được sự thuyết phục. Trải qua 6 trận đấu tại xứ sở vạn đảo, U23 UAE thắng vỏn vẹn 1 trận trong thời gian thi đấu chính thức, đó là trận gặp U23 Đông Timor, đội bóng thuộc loại yếu nhất giải. 5 trận còn lại, họ hòa 2, thua 3. Tất nhiên, thành tích kèo châu Á của thầy trò Marcio Scora chẳng lấy gì làm khả quan, với duy nhất một lần mang lại niềm tin cho giới đầu tư. Với tương lai đó, chẳng có lý do gì để quay lưng với U23 Việt Nam. Bình luận viên Quang Huy, Việt Nam sẽ thắng bởi UAE không có gì đặc biệt. Theo nhận định của bình luận viên Quang Huy, U23 Việt Nam có nhiều phần thắng hơn đối thủ U23 UAE vì U23 UAE không có gì đặc biệt. Chiều hôm nay, ngày 1 tháng 9, Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với Olympic UAE. Theo bình luận viên Quang Huy, đội bóng này không mạnh và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể giành chiến thắng nếu như trận đấu đi đúng phong độ. Chia sẻ trên zin.vn, bình luận viên Quang Huy nhận định, hai trận knockout đầu tiên, UAE vượt qua Indonesia và Triều Tiên nhờ loạt sút đơn cân não. Đến trận gặp Nhật Bản, UAE chơi ở thế cửa dưới và không thể ca khúc hải hoàn một lần nữa. Đội bóng này có lối chơi không có gì đặc biệt, phong độ cầu thủ thiếu ổn định và Olympic Việt Nam đủ sức thắng nếu chơi đúng 100% phong độ. Bình luận viên Quang Huy cũng cho rằng Olympic Việt Nam cần nhập cuộc với thế chủ động. Anh cũng cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cần tấn công đánh phủ đầu để nhanh chóng chiếm lợi thế trước UAE. Bình luận viên Quang Huy không đánh giá cao UAE, thế nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tỏ ra khá thận trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá UAE là một đội bóng chơi đa dạng, họ thường sử dụng sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-1-4-1 và có bộ đôi tấn công hai bên cánh rất mạnh. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có đầy đủ thông tin, hình ảnh về đội UAE. Ông và ban huấn luyện sẽ tiến hành phân tích để đưa ra đấu pháp hợp lý nhất. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, đã vào vòng 4 đội thì UAE không hề yếu đâu. Trong quá khứ đối đầu, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam và UAE tỏ ra khá ngang sức. Tuy nhiên, ở cấp độ UE3 những năm gần đây, chúng ta lại không có được kết quả tốt mỗi khi đối đầu với đội bóng này. Thành tích đối đầu, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 2 trận. U23 Việt Nam thắng 0, hòa 0 và thua 2. Tại ASEAN, U23 Việt Nam thắng 0, hòa 0 và thua 1. Thông tin về lực lượng, U23 Việt Nam văn hậu trở lại sau án treo giò. Đội hình dự kiến, U23 Việt Nam, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Thanh, Đức Huy, Văn Quyết, Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức. Lựa chọn tốt nhất, U23 Việt Nam, dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về U23 Việt Nam. Báo quốc tế tin tưởng cơ hội đạt huy chương đồng của Olympic Việt Nam. Đội tuyển Olympic Việt Nam đã không vượt qua được Hàn Quốc trong trận bán kết vừa kết thúc cách đây không lâu. Kết thúc trận bán kết thứ nhất môn bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Châu Á năm 2018 giữa Olympic Việt Nam và đối thủ Hàn Quốc, nhiều báo và trang tin đã có một số nhận định đầu tiên về thất bại của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trang tin Indonesia Bola nhận xét, Hàn Quốc đã ra sân với đội hình xuất sắc nhất và nhanh chóng chiếm lợi thế với bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 7 của trận đấu. Sang phút thứ 28, xuất phát từ màn đột phá của tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Tottenham, Son Heung-min, các chiến binh Tagus đã nâng cách biệt lên 2-0 sau cú volley chân phải đầy quyết đoán của Hwang Yu-yo. Bị dẫn trước, Văn Quyết và các đồng đội tăng cường phòng thủ và đôi khi có những bàn phản công chớp nhoáng. Mặc dù vậy, đầu hiệp 2, Lee Seung-woo vẫn kịp gia tăng cách biệt lên 3-0 cho Hàn Quốc.
hy vọng được thắp sáng với cú đá siêu phẩm của Minh Vương vào phút thứ 70. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lật ngược tình thế và tỷ số 3-1 được giữ nguyên cho tới hết trận đấu. Trên trang Republic nhận định, Việt Nam đã có những chiến thắng kinh ngạc trước Bahrain, Syria trước đó. Nhưng với một đội hình gồm toàn những cầu thủ chơi tại giải vô địch bóng đá thế giới, Hàn Quốc là đội đã giành chiến thắng. Các trang báo như Yonhap, Reuters hay Siam Sport đều bày tỏ sự tiếc nuối sau thất bại của tuyển Việt Nam. Trên trang Yonhap, các cầu thủ Việt Nam đã luôn cố gắng hết sức để ghi bàn thắng. Còn Reuters mô tả trận thua trước đối thủ Hàn Quốc đã khiến hy vọng đạt huy chương vàng của người hâm mộ Việt Nam tan vỡ. Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của nhiều cổ động viên, nhưng người hâm mộ Việt Nam có quyền tự hào sau những gì các cầu thủ của họ đã thể hiện trên sân. Trên trang Siam Sport viết, màn trình diễn của ngôi sao Hàn Quốc Son Heung-min cũng là một chủ đề khác được các báo nhắc tới. Straits Times, AFP hay The Sun đều đánh giá vai trò của cầu thủ câu lạc bộ Tottenham trong trận đấu ngày hôm nay. Đưa Hàn Quốc lọt vào trận chung kết, Son Heung-min đang tới gần hơn hết phần thưởng được miễn thực thi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Nhận định về trận đấu cuối cùng của Olympic Việt Nam tại Indonesia, trên trang Fox Sports Asia viết, mặc dù thua Hàn Quốc, nhưng Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ trong suốt chặng đường vừa qua và đội tuyển vẫn có cơ hội giành huy chương đồng vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.